Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiếng Anh Kiwi này của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cây bông hoa tulip bằng giấy nha. Thì trước hết là các bạn sẽ chuẩn bị giúp mình là hai tờ giấy A4 như thế này. Đấy. Các bạn có thể là thích màu nào thì các bạn có thể chọn màu đó giúp mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm là cái bông màu cam, còn cái thân cây sẽ là màu tím nha mọi người nhé. Đây là cây thước. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gấp cái bông hoa bằng giấy này nha. Trước hết các bạn sẽ gấp đôi cái tờ giấy này giúp mình nha. Đấy. Các bạn nhớ là canh sao cho đều nha. Đấy. Các bạn nhớ là canh sao mà cho đều giúp mình là được. Sau đó các bạn sẽ dùng thước, các bạn miết nó. Cứ miết nó giúp mình. Các bạn dùng thước miết như thế này nè thì cái tỷ lệ lệch của nó rất là thấp luôn. Các bạn miết bằng tay á, đôi khi là nó sẽ bị lệch. Các bạn dùng thước thì nó sẽ không có bị lệch đâu, hoặc là lệch rất rất ít thôi. Đấy, cũng miết. Sau đó các bạn mở ra, các bạn gập đôi cái tờ giấy lại giúp mình. Và miết. Xong các bạn cũng miết như thế. Đó, các bạn miết xuống cho mình. Và lại gặp tôi tiếp tục. Đó, các bạn cứ gặp tôi lại nha. Cứ gặp lại. Sau đó các bạn mở ra, các bạn sẽ dùng tay, các bạn ấy bên này xuống cho mình. Đó. Sau đó các bạn sẽ gặp lại bên đây cũng như vậy. Đó. Mình sẽ được một cái nhíp gấp và một cái giấy như thế này đây, các bạn có thể nhìn. Sau đó các bạn sẽ gặp từ đây, các bạn gặp lên đây cho mình, gặp vuông góc như thế này. Đó, các bạn biết. Bên đây cũng như vậy, các bạn làm tương tự cho mình nha. Các bạn lật ngược lại và làm tương tự giống như bên kia giúp mình. Nó cứ tương tự như thế nha. Bên này cũng như vậy luôn. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy thôi. Sau đó các bạn đã được một cái hình như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ gặp qua đây. Cái này các bạn gặp. Đó. Sau đó các bạn sẽ gặp từ trên xuống giúp mình. Các bạn sẽ gặp cho nó qua khoảng bên đây chút xíu nha. Đó. Các bạn sẽ gặp cho nó qua khoảng bên này chút xíu. Bên đây cũng như vậy. Các bạn sẽ gặp cho nó qua khoảng một chút xíu như vậy đó. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần giấy này, các bạn sẽ nhét vào trong đây. Đó, các bạn sẽ nhét vào. Đó, các bạn sẽ nhét vào như thế này. Và mình sẽ được như thế này. Các bạn sau khi các bạn gấp vào, các bạn sẽ được như thế này đây. Và các bạn quay ngược lại, các bạn sẽ làm tương tự giống như bên đây cho mình nha. Các bạn cũng sẽ dùng một cái nếp gấp xuống đây. Bên đây
này cũng như vậy. Đó. Các bạn cũng bỏ vào cho. Các bạn cứ bỏ vào. Sau đó các bạn sẽ căn chỉnh lại nha, để cho nó đều nhất có thể. Và hiện tại mình đã được như thế này. Sau đó các bạn sẽ nắm hai bên đây, các bạn buông ra cho mình. Các bạn sẽ nắm hai bên đây. Các bạn nắm hai bên đây, các bạn buông ra. Các bạn cũng dùng tay, thao tác dùng tay luôn nha. Các bạn buông ra như thế này. Đó, để cho cái phần bông của mình nó phì ra. Các bạn căn chỉnh lại nha. Đó, các bạn làm sao các bạn gặp chưa? Xét vào. Đó. Các bạn cứ căn chỉnh thôi. Sau đó các bạn sẽ dùng cho mình một cái, các bạn có thể dùng viết giống như mình, hoặc là các bạn có thể dùng đũa hoặc cái khác cũng được nha. Các bạn sẽ lấy từ đây, các bạn quẳng xuống. Đó. Các bạn sẽ làm cho nó ra những cái cánh hoa đó các bạn uống lại. Các bạn cũng có thể dùng viết như mình để mà làm. Không sao cả. Các bạn cứ làm tương tự cho hết cánh thôi nha. Đấy. Bên cây cũng như vậy luôn. Các bạn cứ uống. Cái nào nhỏ hơn thì sẽ đẹp hơn nha. Tùy theo cái độ cong mà các bạn mong muốn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái thân. Cái thân cây thì các bạn cũng uống, uống từ trên đây xuống. Nếu mà các bạn có một cái gì đó nhận thì các bạn cứ uống hết cho mình. Các bạn cũng có thể dùng thuốc giống như mình, xong rồi các bạn cứ uống lại. Mình cảm thấy cái viết nó hơi to thì cho nên mình sẽ tự uống bằng tay luôn nha. Các bạn cứ uống thôi. Sau đó mình sẽ dùng keo như thế này. Các bạn có thể dùng băng keo hai mặt cũng được nha. Nhưng mà mình ở đây thì mình sẽ có cái chai này, thì mình sẽ dùng cái này mình dán nó lại. Mình sẽ dán nó lại. Mình sẽ dịnh một chút xíu cho nó nảy luôn. Sau đó ở dưới cái phần nhị hoa như thế này đấy, các bạn sẽ để vào đó. Cứ thể vào thôi, các bạn sẽ để lên đây đó. Thế là mình đã hoàn thành xong một cây hoa tulip như thế này, các bạn có thể tham khảo ha. Ok, và video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì các bạn nhớ ấn vào kênh đăng ký giúp mình nha. Và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.